Mọi người đang xem xe mới về, còn tôi thì tôi rất bình thường, tại vì cuộc đời của tôi cho đến lúc này thì cũng ít nhất cũng phải trải qua đến 10 đời xe mới là ít rồi. Mà tôi cảm giác như cái xe mới này cũng không khác gì mua cái xe máy cả. Hôm nay lấy xe mới tôi cũng gần đi lấy đâu. Cho lái xe công ty đi. Thế là ông lái xe là sướng, được người đầu tiên lái.